Perugly và Brodycon, một đứa là mèo, một đứa là rồng, một đứa hệ thường, một đứa hệ rồng. Nghe thì dường như chả có gì liên quan đến nhau cả, ngoài việc chúng nó đều xấu. Nhưng thật ra cả hai loài này lại có chung sở thích vô cùng hợp cạ. Đó chính là xông vào chiếm tổ của loài khác một cách bất hợp pháp và tuyên bố rằng cái chỗ này là của bố mày. Đối với Perugly, nó sẽ cố gắng làm cho bản thân trông to lớn và đáng sợ hơn bằng cách thắt chặt eo bằng chiếc đuôi chẻ đôi, đồng thời trừng mắt lên để khiến cho khổ chủ phải sợ hãi mà cam tâm tình nguyện nhượng lại tổ cho nó. Còn Brodycon thì xứng với cái danh vừa xấu vừa ác. Thay vì tự làm tổ, nó sẽ luôn luôn cư trú trong những chiếc hang do những Pokemon khác đào ra và coi như đó là hang ổ của mình. Những nạn nhân phổ biến của Brodycon có thể kể đến như là Diglett, Dugtrio, Excadrill và cả Onix.